Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại shop online Tân Ánh nhá. Trong chương trình hôm nay giới thiệu với anh em tất cả các loại mẫu loa phụ kiện cho anh em máy chim đêm nhá. Mùa chim đêm bây giờ anh em đang đánh mạnh các loại máy chim đêm nhá. Đầu tiên để anh em đánh được chim đêm thì sẽ cần cái âm ly mini nhá. Âm ly mini thì hiện tại là mẫu đang có rất là nhiều loại, đang có 3 loại chính để cho anh em lựa chọn. Cái loại đầu tiên là cái loại là BNJ nhá, BNJ 253. Đây, số lượng hàng này cũng rất là nhiều. BNJ 253 nhá. Đây. Thì đây cụ thể cái BNJ 253 cho các bác xem này nhá. Cái loại này ý, là nó có màn hình nhá, nó có màn hình này. Nó có chức năng bảo Bluetooth nhá. Có chức năng bảo Bluetooth. Đó các bác nhá. Ở đây là vỏ hộp bao bì này. Cái này là bao bì màu xanh. Bao bì màu xanh. Thực tế là như này nhá các bác nhá. Nó có màn hình này, có chức năng Bluetooth, có khe cắm thẻ nhớ, có khe cắm USB. Cái loại này là loại chuyên dụng dành cho anh em đánh chim. Họ đã cắt bớt cái chức năng mà cái lỗ mic hát karaoke đi nhá. Không còn chức năng hát karaoke nữa, nó tăng cường cái chức năng bo mạch ở trong này để giúp là đẩy công suất tốt hơn, phục vụ cho đánh chim ngon lành hơn nhá. Đánh chim chuyên nghiệp thôi. Với cái đầu này thì sẽ có hai cổng điện nhé, hai cổng điện, điện 12V và điện 220V nhé, hai cổng điện. Và cái này là cái BNJ 253. Ngoài ra thì sẽ có cái loại anh em, một số anh em là có nhu cầu truyền thống dùng cái hàng son 288 nhé, son 288 thì shop cũng vẫn cứ cố gắng phục vụ nhập về để phục vụ cho anh em. Cái hàng son này là đây này, son 288. Thì cái hàng này thì cũng không được êm lắm, nhưng mà một số anh em dùng truyền thống thì vẫn cứ thích dùng. Thì theo nhu cầu của anh em thì shop vẫn cứ liên hệ để nhập về nhá. Đây. Đây là cái mẫu gọi là son 288. Cái hàng này thì nó rẻ tiền nhá. Cái này thì vừa giới thiệu vừa công khai bố cái giá luôn cho anh em nắm được nhá. Cái BNJ này. BNJ này là giá hiện tại nhá, giá hiện tại shop đang bán là 450. 450 cho cái âm ly BNJ 253 này, hai cổng điện nhá. Công suất lớn. Cái loại này thì son 288 cũng đồng giá luôn là 450 nhá, 450. Và cái loại âm ly mà nó cao cấp hơn, hay hơn mà anh em rất là chuộng, đó là cái loại Hoang Sin HX288AS nhá, Hoàng Sinh HX288AS. Thì với cái mẫu này thì là công suất cực kỳ lớn rồi, hàng chuẩn ổn định, không ít lỗi nhá. Thì với cái hàng này thì nó là hàng cao cấp hơn, giá nhập vào nó cao hơn, giá của nó là 600 nhá các bác nhá, giá là 600. Đây, hàng này là hàng Hoàng Sinh, Hoàng Sinh HX288 nhá các bác nhá. Đấy, màu phấn hồng. Đây. Đấy. Thì với cái mẫu này thì nó đắt tiền hơn cái mẫu son, nó đắt tiền hơn cái mẫu BNJ nhé. Cái loại này thì công suất là cực là lớn rồi. Đó. Thì đây là ba cái mẫu cơ bản để âm ly anh em phục vụ anh chim. Thế còn về loa phóng thì sẽ có loa của Việt Nam, loa Việt Nam đại diện là cái loa Lê Trung nhá, loa Lê Trung hàng Việt Nam chất lượng cao, công suất 10W đây này, thì nhỏ như này. Đây là cái vỏ hộp. Thế còn bên trong thì nó sẽ như này cho các bác xem luôn nhá. 10W của Việt Nam nó rất là nhỏ này thôi. Đây các bác này. Nó nhỏ này thôi nhá. Thì cái này là 200 một cái nhá, 200 một cái. Các bác lưu ý này. Shop báo giá thì luôn luôn là cái giá đã bao ship rồi nhá, 200 một cái loa này. Đấy. Thế này loa Lê Trung Việt Nam. Nói chung là hàng của Việt Nam. Công suất 10W. Còn công suất 15W là cái màu đỏ này các bác này. Công suất 15W là cái màu đỏ này nhá. Tôi sẽ bóc một cái cho các bác xem. Hàng Lê Trung này thì nó dùng nó ổn định, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Cái này là cái 15W thì các bác xem cái hình ảnh thực tế luôn. Nó to tầm này nhá, để các bác nắm được. Với cái 15W này thì giá thành của nó sẽ là 300 một cái nhá các bác nhá. 300 một cái. Đây. 300 một cái cho cái loa 15W
của Lê Trung nhé, 15W. À, cái này nó khá là to đấy, đối với cái mẫu 15W của Lê Trung này to như này nhé. Các bác lưu ý là cái loa Việt Nam ấy thì vành loa này nó sẽ bằng nhựa này, nó bằng nhựa đấy, nhưng mà hàng cũng gọi là chấp nhận chơi được, nói chung là tiền nào của đấy các bác nhé. Hàng Indo thì nó sẽ đắt tiền hơn, chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế còn tiếp theo là cái hàng loa toa Indo, loa toa Indonesia thì là điển hình là nó có các mẫu là 10W, như đây là cái 10W này nhé. Số lượng hàng cũng là cái loa toa này thì hiện giờ hàng cũng hơi ít, nhưng mà shop vẫn có hàng để phục vụ cho các bác nhé, vẫn có hàng phục vụ cho các bác. Đây loa toa 10W này, loa toa 15W và loa toa 30W nhé, loa toa 30W. Và đây là hiện giờ đang còn loa toa 10W, còn loa toa 15W thì ngày mai mới lại tiếp tục về. Hàng loa toa 15W thì hiện giờ là cũng không còn cái nào, anh em cũng rất là chuộng, hàng cũng rất là chạy nhé. Đây là cái loa toa 10W để cho anh em xem được. Anh em lưu ý nhé, shop giới thiệu loa toa thì hoàn toàn là toa nhập khẩu 100% Indonesia, hàng xịn, hàng loại 1 nhé. Đảm bảo với các bác là không phải hàng nhái, hàng giả. Cam kết không đúng hàng thật nhập, không phải hàng nhập thật, là hoàn tiền 100% nhé. Uy tín luôn luôn là bạc, đảm bảo với các bác là đúng hàng. Nhập khẩu SC610 nhé, mã vạch cái thứ thần hoi. Đối với cái mẫu này là mẫu loa toa 10W này, các bác xem thực tế thì nó hơi nhỏ, nó như này thôi nhé, nhưng mà độ nén rất là tốt, anh em cũng rất là chuộng, đánh chim rất là chuộng nhé. Loa toa 10W này thì giá là 650 nhá, 650 các bác nhá, 650. Cái này thì nó ít hàng, nó hiếm hàng lắm, đáng nghe là mấy hôm nay là giá nhập vào là lên rồi đấy, nhưng mà shop vẫn bán theo cái giá nó cũ nhá, 650. Thế còn loa toa 15W thì là đang hiện giờ đang hết, ngày mai mới có tiếp nhá. Thế còn các bác nào mà chơi lớn hơn thì các bác sẽ chơi cái loa toa tới 30W nhá. 30W. Rồi. Loa toa 30W này. SC630. Loa toa 30W để các bác xem hình ảnh thực tế của nó nhé. Cái này các bác lưu ý kỹ này, luôn luôn là hàng đảm bảo cho các bác là hàng loại 1, hàng nhập khẩu chính hãng Indonesia này, tem mác của nhà nhập khẩu này, công ty đại diện của Việt Nam nhập khẩu nha các bác nhé. Đảm bảo với các bác, cam kết với các bác luôn là không bao giờ phải hàng nhái, hàng trôi nổi, đúng hàng chính hãng toa Indosic nhé. Đây toa Indosic đấy. Thì với cái mẫu 30W này thì nó khá là to, để các bác xem thực tế các bác nắm được nhé. Khá là to đấy. Cái này thì anh em nhớ là khu vực miền Tây Nam thường hay chơi để thổi cúm núm gà đồng nhé. Thổi cúm núm gà đồng. Rồi với cái loa toa 630 này, 30W này. Đối với loa toa nha các bác nhé, vành loa là bằng kim loại, loa là bằng kim loại này, nước sơn là nước sơn tĩnh điện, mịn mỏng, nhìn nó khôn cái loa, nhìn nó chắc chắn, sắt thì nó mỏng thôi, sắt thì nó dày, nước sơn thì nó mỏng, còn những hàng nhái các bác nhìn các bác biết ngay, sơn nó dày cộp, sắt thì lại mỏng dính, nhìn nó rất là dạng. Cho cái này thì luôn luôn là hàng xịn rồi, cam kết với các bác luôn luôn là hàng xịn nhá. Đây, thì đây là cái mẫu loa phóng. Thế ngoài ra thì anh em đánh chim đêm cũng rất là thích và rất là chuộng cái loại check kèn thì cái phễu như này này các bác này, đây là cái phễu nhé. Thế còn cái củ check thì đây, củ check đây, hiện giờ là anh em đang rất là chuộng cái loại check HQ301 nhé, HQ301 hàng của Việt Nam đây, hàng của Việt Nam. Check này anh em cũng rất là chuộng này, cái check này thì nó phù hợp với lại cho anh em đánh các loài rẽ run, các loài rẽ, những loài chim nhỏ ấy, đấy, nó phù hợp với tiếng check. Thế còn anh em mà đánh chim đêm hay gọi là chim đen, con sáo biển, con cuốc biển ấy, thì là cái loa check này ấy, thì anh em sẽ dùng trong những cái hoàn cảnh đó là đây này, hoàn cảnh đó là thời tiết là sương mù hoặc là mưa phùn. Khi thời tiết sương mù, mưa phùn ấy, thì cái loa phóng của anh em ấy, cái loa phóng toa này này
hay là loa Việt Nam cũng vậy, là âm thanh đi rất là kém, không vượt qua được cái trở ngại nó là mưa phùn và sương mù. Thế còn riêng loa Czech, âm thanh của loa Czech này thì lại không bị cản bởi sương mù và mưa phùn, trong thời tiết đấy thì âm thanh vẫn đẩy đi rất là xa, rất là trong, cái âm thanh nó luồn đi rất là xa nhé. Thì với thời tiết là sương mù và mưa phùn thì anh em phải chơi cái loa Czech này thì mới hiệu quả, âm thanh mới đẩy đi được nhé. Đây, cái này là cái Czech kèn xoay như này. Đấy, anh em lưu ý này, cái này là cái Czech kèn dùng cho anh em đánh chim đêm, nó là hợp lý nhất, nó phù hợp nhất. Hàng Việt Nam là nó nhọn cao như này, còn hàng Trung Quốc thì nó thấp hơn nhá. Phù hợp ở chỗ ấy là giá thành nó vừa phải, nó hợp lý, nó là 450 một đôi, bao cả phí rồi. Tại vì cái này là cái phí gửi nó rất là cao, một cái củ một phễu như này nó là chín nặng mấy này, gần 1 kg này. Một đôi gói cả bao bì vào nữa, nó là 2,1 kg đấy, cả bao bì nữa đấy, thì cái cước nó rất là cao nhá. 450 là nó bao cả phí cước rồi. Và cái loại này nó dùng cho anh em đánh chim đêm nó hiệu quả ở cái chỗ là cái côn này. Anh em nói chung là cái này thì tôi đã thử rất là nhiều hàng rồi, cái hàng Czech mà hiệu thum bát hay là cái gì thu bát đấy hầu như là không dùng được. Cái hệ thống côn của nó ấy, nó rất phức tạp, nó có hai cái dây đồng, nó bắt qua hai cái lỗ ốc nhá, bắt qua hai lỗ ốc lên, thì từ lỗ ốc đấy là các bác bắt dây vào. Thì khi các bác mà có tháo ra làm thay có vấn đề gì trục trặc sửa chữa hoặc là thay côn đấy thì là hầu như là rất là khó, nhấc cái miếng nhựa ra một cái là nó đứt dây đồng luôn. Thế còn đối với cái loại Czech này ấy, nó hay ở cái chỗ là côn của nó là côn nằm trên miếng phíp, rất dễ dàng trong những việc thay thế nhá, và nó đảm bảo. Nói chung là cái này anh em đã chơi rồi, đã biết rồi, âm thanh là cực kỳ là tốt, cực kỳ là trong, phù hợp với tiếng chim đêm. Đây, anh em chỉ gạt cái này ra cái thôi. Đấy, gạt cái nắp nhựa ra cái. Đây, miếng côn đã ra ngoài luôn, nó rất là tiện. Đấy, cái miếng côn này là dễ thay thế này. Và côn này là hàng côn chuẩn, côn 10W nhé. Cái này nó là HQ, hàng 301, 8 ôm 10W nhé, 8 ôm 10W. Còn anh em hàng 8 ôm 10W nhá. Anh em mà chơi mà trong trường hợp mà nó có bị chập cháy, nó hỏng côn thì cũng sẽ có côn thay thế cho anh em. Côn thay thế cho anh em. Đấy. Côn thay thế này thì là 70.000 một đôi. 70.000 một đôi cái côn thay thế này. Thì anh em lưu ý là cái côn thay thế này thì nó gọi là côn thay thế thì phải hiểu nó là linh kiện thay thế, chứ nó không phải là côn zin. Đấy. Thế nhưng mà cái ưu điểm của cái loại hàng Czech Việt Nam này, khi mà mình thay thế vào ấy thì âm lượng, cái chất lượng ấy nó chỉ giảm đi một chút xíu thôi, 1/10, 1/9 thôi. Đấy, nó thay đổi rất là ít nhá. Thì đâm ra là độ ổn định nó vẫn là tốt như là cái côn zin theo kia thôi, như là cái côn zin đi theo cái Czech. Đấy. Thì đây là cái mặt hàng Czech chim đêm. Thì sơ qua một chút thì anh em cũng nắm được là bên shop là có tất cả các mặt hàng phục vụ cho anh em đánh chim đêm. Loa Czech, loa nén, âm ly, phụ kiện và cả lưới nữa nhá. Lưới chim ấy thì nó sẽ có hai loại chính. Như ví dụ như cái này. Cái này nó là lưới đã được nhuộm đen. Mắt là mắt 5 phân. Mắt 5 phân cho anh em đánh con tí nị, con mắt đỏ dễ run đấy, mắt nói chung là mắt 5 phân đánh tí nị đấy nhá. Thế còn ngoài ra lưới đánh chim đen sẽ là lưới 8 phân, 6 giềng 5 túi, còn cái loại này 5 giềng 4 túi. Anh em có nhu cầu thì tất cả các loại loa lưới phụ kiện dành cho mùa chim đen. Rồi nào nhá, nào du nào ngủ ấy, cái nào ngủ mà để anh em ngủ ngoài đồng ấy, shop đều có cả nhá. Mọi thông tin thì vui lòng liên hệ shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhé. Hàng ship COD đi toàn quốc nhé. Mọi thông tin xin liên hệ bên lại 4 đầu số này nhé, 4 đầu số của shop. Rồi các bác gọi số này không được, các bác gọi sang số khác nhé. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau, giới thiệu về các phụ kiện chim đêm cho anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.